Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán thính giả và quý vị đang theo dõi chương trình với bác sĩ Ngô Bá Định từ miền Nam Cali. Chúng tôi xin chào tái ngộ cùng bác sĩ Ngô Bá Định. Dạ vâng, xin cảm ơn chú Hoàng Bách và xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả thân yêu. Cảm ơn quý bà con cô bác, quý đồng hương và những người có cùng một cái lối suy nghĩ. Cũng cảm ơn luôn cho tất cả những quý vị nào mà nếu mà có sự bất đồng ý kiến và không đồng ý thì cũng xin góp ý kiến với chú Hoàng Bách. Với chú Hoàng Bách thì hai chú cháu tôi sẽ cùng điều nghiên, và nếu mà sai có lỗi thì chúng tôi xin thành thật xin lỗi và chữa và không tái phạm. Nhưng mà nếu mà có điều mà cần phản biện thì chúng ta nên tôn trọng sự suy nghĩ và ý kiến của nhau. Nhưng mà có cái gì mà nó đụng tới là sự thật đó, phát mà nó đưa lên trên truyền thông và những cái văn kiện mà chính thức được công nhận của toàn thế giới, có những cái đài mà phát thanh radio TV, hoặc là những cái cơ quan báo chí mà đã có 200-300 năm, mà tất cả họ đều đồng ý về cái phát đó, thì mình phải chấp nhận cái phát đó chứ. Nhưng mà có vấn đề mà sự suy nghĩ, cái ý kiến riêng đó, thì mọi người nên được tôn trọng với nhau. Chú biết cái đài là nói thẳng luôn là bà vú của cháu nói là chú chỉ nghe ông Đỗ Dũng thôi à, còn tôi nghe nhiều nhiều nguồn là tôi kiểm chứng. Tôi nghe Michael Trần, tôi nghe Nguyễn Vũ, tôi nghe Bé Tí, tôi nghe Dương Đại Hải, tôi nghe Xuân Thanh, tôi nghe Mỹ Linh, tôi nghe mà Trương Nhất, Trương Trương gì Huy gì, tôi nghe nhiều nơi tôi kiểm chứng. Chị nghe năm năm thành cộng sản mà nó nói láo như vậy mà thì nó chị đâu có học được gì, chị đâu. Còn mình mới chỉ cho chị những cái mà cho nó, chẳng hạn như là Social Press đó, nó có từ 22 tháng 5 năm 1865 chú, năm 1865, tức là 275 năm rồi đó, 200 là mà cái Associated Press, còn cái BBC nó có từ năm 1900, cháu không nhớ là 18 là 14 14 sao là 99 năm. Tại BBC nó có từ 10 ngày 18 tháng 10 năm 1930 32 sao đó, vâng, là gần 99 năm. Mà cái đài Bloomberg, NPR, Reuters, những cái đài cháu không có, cháu không dùng CNN, cháu không có dùng MSNBC, mình coi những cái này, The Guardian, The Atlantic một chút nữa mình nói về cái bài báo của Guardian mới nói, hay là Al Jazeera, hay là NSK của Nhật, World mà NSK đó chú, vâng, và những bài IFA, IFI của Âu Châu, của Pháp, mình nghe như vậy. Cháu đọc không dưới 4 đến 6 tiếng một ngày, mà đọc nửa đêm vợ con ngủ hết rồi mới mò ra phòng ở ngoài để mà đọc đó chú, đọc mà mắt bây giờ là không biết là bị hư hại như nào. Thì mà trong khi bà bú và vẫn tin là bà Kamala Harris là sắp sửa dùng cái tu chính án thứ 25 để mà trước với ông Biden, để mà bả lên và lấy cái ngôi vị tổng thống. Còn mình đã chiếu cái ông Biden, tổng thống Biden đã đọc cái bài mà tuyên cáo về vấn đề mà Jim Crow mà thời đại bây giờ đó chú, là tôi dùng dùng luật lệ luật luật pháp để mà dìm áp chế những người da màu và những người da trắng lương thiện, mà tôn trọng bình đẳng với màu da sắc tộc và cái đạo đức và cái nền tự do dân chủ và hiến chương thượng tôn luật pháp của Hoa Kỳ, nó được tôn trọng với sự bình đẳng, công bình, công lý là những người da trắng nhiều lắm chú. Cái BEW nó đưa đến cái kết luận, mình cứ tưởng là người da màu là người mà đã bầu về ông Biden, chứ ông Biden thắng cái Kennedy. Chú biết cái nhóm nào là quyết định không? Cái nhóm trung niên
mà người đàn ông da trắng đó chú. Những người đó họ đâu có ngu, họ đâu có thấy cái, họ đâu có để cho bọn mà kỳ thị, những bọn mà bảo thủ về tin lành mà mang tiếng là công giáo, thiên chúa giáo gì đó, mà thật ra là bọn kỳ thị không à. Bọn tôi có chúa bảo vệ rồi, tôi không có sợ dịch, không có gì hết, nhưng mà trong túi lại có súng. À, anh không sợ đại dịch, không sợ gì hết, mà sao trong túi anh lúc nào cũng có súng là sao? À, anh lại thèm súng, mê súng. Cái bọn kỳ thị đó, nhỏ thôi chú ạ. À, những người trung niên da trắng là những người có học, họ biết quỷ dữ ở đâu, bán nước giết dân ở đâu, gian thương gian tham, gian tà gian tế, gian lận, gian manh gian hùng bá đạo, gian díu gian dâm. Cái loại người nào họ đọc sách họ biết hết. Cái chuyện mà Putin với lại hội đồng bảo an mà an ninh á, chú mà mình nói ở Atlantis phải không chú, hay là Guardian gì đó, chú mới đọc không chú, mình sẽ nói về vấn đề đó. Vâng, bây giờ cháu nói lại cái người vú đó mà nói là tôi đọc nhiều đài tôi kiểm chứng, còn chú chưa nghe cái ông Đỗ Dũng này. Cháu đang cười, cháu không biết ở đâu mà chị đó, chị nghĩ là cháu chỉ có là chị nghe đài ông Đỗ Dũng, mà thật ra cháu không nghe ông Đỗ Dũng là chú. Cháu chỉ biết trong cộng đồng đây, những người bạn cháu và những người mà lớn lên ở đây đó chú, học elementary school, học trung học, lên đại học ở đây đó, mà họ biết tiếng Việt Nam đó, là họ nói họ nghe đài ông Hoàng Trọng Thụy, ok, nghe đài ông Đinh Quang Anh Thái, à, nghe những cái đài mà bình thường chính cái Việt Face của chị Thanh Thảo hay là anh Dũng, hay chính bây giờ ông Tyler Diệp mà đừng dính vào chính trị đó, ông đừng có để mà chính trị dệt chay ông đó, thì ông nói nó cũng có cái nhiều phần sự thật trong đó. À, có thằng nào đọc BBC mà tiếng Việt Nam hay đài VOA đó, VOA tiếng Việt của chúng hay là VN Express, à, những cái có những cái là Tiến Dân hay là Cali Daily, Cali Today đó chúng, à, những cái mà ai mà người ta viết sự thật nó dịch ra cho mình. Nếu mà mình không biết tiếng Anh mà tốt nhất là nên đọc tiếng Anh, nếu mà chúng ta biết tiếng Anh nên đọc tiếng Anh đó. Còn nếu mà không có thì nên lựa cái bài báo nào là đọc cho chính xác, còn không mà cứ nghe là Tâm An, Lê Hoài Anh, Bé Túy Nghị Vũ, Trương Nhật Huy hay là gì, à, gì Phong đó chú, Trần Nhật Phong, à, giờ gì ạ, Trần Nhật Phong, à ha, rồi Phương Thanh, rồi Dương Đại Hải, Du Miên, những ta hay là xa xa của Lo La con khỉ gì ta không biết nữa rồi, những người mà lão xạo bà họ Lê Hoài Anh chú biết không? Cách đây mấy ngày bà nói vấn đề cháu mình có đưa lên một lần, bà nói là chích vaccine vô đó thì nó biến đổi cái DNA, nó reprogram lại. Rồi nếu mà mình có 5G á, mà cái 5G đó, cell phone là mình enter tên tuổi địa chỉ mình không, mình có thể bị giết chết liền. Và có những cái GPS mà ông Bill Gates ông gài vô để ông theo dõi. Thì bây giờ đó bà này viết lại là chúc mừng, tin mừng Pfizer đã cho 20 triệu đô thuốc cho dân Việt Nam. Chúng có biết đọc cái tin đó thì đó, cháu biết có thể hay không. Bà chúc mừng. Mới mấy ngày trước bà chửi vaccine là bà để mở ngoặc là QAnon đó, là Q báo như vậy. Bà này là bà nói là Tổng thống Trump là sẽ thiết quân lực vào ngày tháng 1 rồi tháng 4 để mà giành lại chính quyền. Bây giờ chú mình nói nhanh về cái vấn đề mà cái đài, cái tờ báo Guardian phải không ạ? Dạ vâng. Hay là Atlantis? Dạ. Dạ. Họ nói về vấn đề thì chú cháu mình có thể bàn liền bây giờ. Vâng. Dạ vâng, à, thưa quý khán giả, thì hôm nay là ngày thứ năm, ngày 15 tháng 7 năm 2021. Có nhiều tin lắm thưa bác sĩ, nhưng mà chúng ta không có thời giờ để đi vào chi tiết. Ngày hôm nay chúng ta, Tổng thống Joe Biden lần đầu tiên mời một vị chính khách từ Âu Châu qua, đó là bà Merkel, tức là Thủ tướng của Đức. À, rất ư là quan trọng. Người ta đặt tại sao là Tổng thống Joe Biden là mời ưu tiên bà này. Bà này thì thưa bác sĩ biết là bà cũng nhận chức thủ tướng này mười mấy năm rồi. Và thậm chí này là bà sẽ rời cái nhiệm sở. Nhưng mà mời bà Merkel là thứ nhất là tăng thời của ông Donald Trump. Ông Donald Trump đã làm bà mất mặt nhiều lần. Cho nên Tổng thống của Joe Biden muốn mời bà là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ở Đức là quốc gia giàu mạnh nhất của Âu Châu. Cho nên Đức đóng vai trò của là rất là thân cận với Hoa Kỳ. Lẽ ra thì hai quốc gia thân cận hơn
là bác sĩ biết đâu không, là Anh và Pháp. Nhưng mà có lẽ Anh và Pháp thì để thứ yếu bởi vì cũng quen rồi. Nhưng mà bà Merkel thì sắp rời nhiệm sở, cho nên mà bà Merkel cái điều này nó gửi một thông điệp là Âu Châu và Hoa Kỳ sẽ gắn bó với nhau. Cho nên bà Merkel đắm một quê rào chủ lực trong cái vấn đề này. Trước đây thì ông Donald Trump đã nhiều lần, nghĩa là nó bấm nó gió, nghĩa là hạ dùng những cái danh từ rất là khiếm nhã đối với bà Merkel. Đó là cái tin mà chúng ta thấy quan trọng. Cái tin thứ hai, cái tờ báo Guardian là một cái tờ báo của Anh mà đã là cũng lâu đời, thì họ tiết lộ là gần đây họ tiết lộ, họ lấy từ, họ rò rỉ từ những cái tình báo của Nga, thì họ nói là vào ngày 14 tháng 1 năm 2016 thì Nga có một phiên họp, ông Putin họp với thủ tướng, với các bộ trưởng và cái giới cấp tình báo, đi tới cái quyết định là sẽ lập ra một ủy ban để hỗ trợ cho Donald Trump dưới nhiều hình thức khác nhau, và ba cơ quan tình báo cũng phối hợp để mà làm thế nào giúp đỡ cho ông Donald Trump có thể là thông qua cái bầu cử sơ bộ đó ông thắng được. Sau đó chúng ta biết là một cái thời gian mấy tuần sau thì cơ quan tình báo của Nga đã đột nhập vào lấy ăn cắp những cái email của bên nhà gọi là Đảng Dân Chủ, tức là ủy ban quốc gia của Đảng Dân Chủ. Rồi sau đó họ bỏ lên tán phát của bà Clinton, lúc bây giờ là bà Clinton là ứng cử viên tổng thống. Thì bây giờ những cái tin tức rò rỉ này nó cho thấy là có bàn tay nấu dài của ông Putin. Và có lẽ ít ngày nữa đó thì bác sĩ cũng như quý khán giả khắp nơi sẽ theo dõi các cái báo chí, sẽ thấy cụ thể hơn. Đây là cái tin mới rò rỉ thôi, nhưng mà cái tin này có dữ kiện và họ đưa ra, thì chúng ta sẽ nêu lên cái vấn đề này để cho quý vị thấy là ông thắng cử của ông Donald Trump vào năm 2016 là có bàn tay của Nga. Và sau đó chúng ta thấy là những cái tin tức nó xâm nhập vào, nó rò rỉ liên tục. Cho nên thứ nhất là ông Putin, ông muốn là ông Trump sẽ giữ cái vai trò tổng thống để phá rối cái trật tự của Mỹ, cái xã hội của Mỹ, và có điều kiện để cho Nga xâm nhập vào ở Hoa Kỳ. Thì qua 4 năm vừa rồi có lẽ mọi người cũng biết rồi, người ta nói là ông Donald Trump là nô tỳ của Putin. Thì cái điều đó quý vị sẽ từ từ rồi quý vị sẽ thấy rõ. Và những cái tin nữa, những cái sách mà sắp sửa ra đó thưa bác sĩ, là họ nghĩ là trong tháng 1 đó ông Donald Trump muốn đảo chánh, muốn dùng quân đội để đảo chánh, mà ông Milley đó là tổng thống Mark Milley, ông đó là chủ tịch hội đồng liên quân Hoa Kỳ đó, là ông mất ngủ hoài, ông phải giải quyết cái vấn đề này. Và ông Trump ông tìm cách đưa người vào ở trong bộ quốc phòng, đưa người vào FBI để mà có thể dự trù là đảo chính. Cái điều này nó có thật nếu mà ông đứng quân đội, nhưng mà ông Milley ông không chịu điều những cái vấn đề này, đến nỗi ông mới gọi cho ông cựu cố vấn an ninh của ông Trump đó, là Matt Master đó, cũng là một tướng lãnh, ông hỏi thầy về ông này. Thì tất cả những cái sự kiện đó càng ngày quý vị thấy còn rò rỉ. Nếu mà ngày đó ông Trump ổng đảo chánh thì cái chuyện gì sẽ xảy ra cho nước Mỹ? Và ông vì vậy cho nên ông mới khen Hitler. Hitler đó vào năm 1933 đã đi biểu tình rồi đảo chánh quốc hội của Đức để mà ổng cướp chính quyền và ổng trở thành là một người độc tài. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy trong cái thời gian vừa rồi đó, càng ngày còn hé lộ ra thì ông Donald Trump muốn dùng quân đội để đảo chánh và giữ quyền. Đó là tất cả những cái sự kiện. Bây giờ thì thưa bác sĩ ở bên nó thực hiện rất là nhiều chương trình, lúc này bác sĩ nổi tiếng lắm, từ nói trên đài HBN, rồi nói trên đài HEP, rồi nói trên đài với ông giáo sư Trần Văn Chi nữa. Cái năm 2018 cháu có nằm trong hội nghị bàn tròn với, trong đó có anh Lê Minh Nguyên, rồi lâu lâu có luật sư Nguyễn Hoàng Dũng, nhưng mà chính là luật sử gia trà Phạm Gia Đại với lại ông nhạc sĩ Quốc Thái, ca sĩ Quốc Thái và giáo sư Trần Văn Chi. Thì lúc đó có họ nghĩ là, có hỏi là anh nghĩ là bầu cử cái kết quả như nào, thì cái chương trình đó cháu không hiểu tại sao, thì cháu được mời tại họ nghĩ là cháu cũng có một tí kiến thức và cộng đồng ở đây họ cũng biết nhiều về cháu. Thì nhưng mà tại sao cháu thấy cái chương trình đó báo cho cháu biết cái đề tài vào vài
vài tiếng trước khi mà lên, chứ không có báo trước sớm. À, với lại nó toàn là nói về vấn đề mà châm quánh tàu không à, toàn này cái chuyện mà đánh tàu, mà trong khi nó biết bao nhiêu chuyện ghê gớm xảy ra mà không nói, mà hay nói toàn chuyện chuyện là đánh tàu không à, cháu không hiểu tại sao, thì cháu cũng không biết làm sao luôn. Nhưng mà lâu lâu cháu nhắc tới cái chuyện là ông Trump đó, cháu đoán lúc 2018 nha, lúc đó cháu đoán là ông Trump sẽ thua, mà thua lớn. Nhưng mà khi mà thua xong, ông sẽ là dùng tất cả mọi thủ đoạn mà có thể gây ra cuộc nội chiến luôn, một cái cháu gọi là pseudo civil war, tức là một nội chiến mà nó không có toàn diện, và ông có thể sử dụng cái quyền thiết quân lực, tức là insurrection act, để mà ông dùng quân đội đó để mà ông giữ lại cái chức vụ, cái quyền quyền lực của ông. Bởi vì sao, cháu cũng nói thẳng trên TV lúc đó luôn, tại vì lúc đó tính mạng tù tội, tình tiền tù tội, gia đình ông, con cháu ông, doanh nghiệp của ông, tiền bạc của ông, danh dự của ông, tiếng tăm để đời của ông, sự sinh tồn của ông, tất cả is on the line, tất cả đi dồn vào canh bạc là ông phải là tổng thống. Tại vì ông là tổng thống, ông còn không có bị truy tố, không có bị ra tòa, không bị kết tội, ông có thể trốn được thêm một thời gian. Nhưng mà khi mà ông không còn làm tổng thống nữa, cháu đã nói sẽ có biết bao nhiêu cái cuộc truy tố, thưa kiện cáo sẽ đến với ông và cái tập đoàn của ông, nhất là kể cả bản thân ông và những người mà làm việc cho ông. Chúng ta đã thấy rõ ràng là mười mấy người làm việc cho ông, kể cả tướng Flynn, Manafort, với lại Papadopoulos, rồi Olivia Stone, Michael Cohen, những người đó từ từ khoảng mười mấy người đó đã từng là sống chết trong trong là từ từ mang tội, là có thể nói là gian lận, nói láo, khai man, nếu không nói là bán nước, thông đồng lên ngoại địch. Những người đó vô tù hết. Nhưng mà tại vì còn ông Trump, ông là tổng thống cho nên ông thoát được thôi. Cho nên cho nói là ông có thể là gây nội loạn để mà làm sao dùng quân lực để mà giữ vững lại cái địa vị của ông. Tại vì ông không, ông mà mất cái quyền tổng thống đó, cái quyền năng của tổng thống, ông sẽ bị truy tố nhiều lắm, ông phạm nhiều tội lắm. Thì đúng như vậy. 3 năm sau chú thấy không? Bây giờ chú thấy những gì mình đã hiện ra rồi. Bây giờ trở lại cái vấn đề nước Đức của chú rất là quan trọng. Tại lần chúng ta đã thấy nước Đức nó có quyền lợi tài chính dính lại nước Nga. Tại vì cái ống dẫn dầu đó chú, nó gọi là Nord Stream mà 2 đó, nó đi ngang qua Ukraine và đi qua nước nước Nga. Cho nên cái gì mà đụng tới tiền bạc quyền lợi chú, mình không có trách được bà Merkel là bà sẽ giữ cái quyền lợi của người dân nước Đức. Nhưng mà điều đó không đúng. Cái dư luận của nước Đức, cái ý kiến mà người thăm dò nước Đức và quốc hội nước Đức và những người NATO, các khối NATO khác đã làm áp lực với nước Đức là anh không nên dính líu sâu với lại nước Nga. Tại vì như vậy đó, có chuyện gì xảy ra đó, cái quyền lợi nó có thể dùng cái ống dẫn dầu đó để uy hiếp anh. Cái điều thứ nhất. Cái thứ hai, nước Đức. Chú biết ai là người partner mà trao đổi mậu dịch nhiều nhất với nước Đức trên thế giới này không? Nước Tàu. Tàu cộng. Chú thấy không? Trên vừa rồi ông Biden, ông đi qua G7 đó, ông nói chuyện. Thì trước khi mà có cuộc hẹn với lại tên sát nhân mà thần chết là ông Putin đó, thì ông Biden, ông có cảm nhận ra có một hai nước trong khối NATO đó nó ơ hờ, nó có vẻ không có tha thiết gì, trong đó có Nhật Bản nữa, không có tha thiết về cái vấn đề mà align lại với nhau, tức là liên minh một cách chặt chẽ về vấn đề mà quân sự, kinh tế, tài chính và vấn đề mà ideology, vấn đề mà ý thức hệ và mối phát triển ngoại giao, môi hở răng lạnh chung với nhau để mà đối phó. Cháu nghĩ để đối phó lại tàu cộng đó, nước Mỹ cần Nhật Bản, Úc, Ấn Độ và khối Đông Nam Á là phía bên đó, và đối phó với lại Nga đó, cháu nghĩ nước Mỹ cần NATO, Liên minh Bắc Đại Tây Dương bên đó, Ukraine và những nước khác rất ư là cần, thì mới kèm được hai tên đó. Cho nên vấn đề gặp nước Đức rất ư là quan trọng. Tại vì tháng 9 này bà Merkel bà đi rồi, cái cuộc bầu cử chú biết không, ban an ninh tình báo của nước Đức đang gây báo động cao cấp nhất là sẽ có sự nhiễu phá, can thiệp của bọn tình báo và cyber army của Tàu với lại Nga Xô trong cái cuộc bầu cử sắp tới của Đức vào tháng 9 này. Nó giống như là bản chất của họ là chỉ muốn
misinformation, đưa những cái lời, cái tin đồn mà nó hư hao thất thiệt, những tin đồn mà nó không có chính xác, nó láo xạo đó chú, để mà làm sao đưa cho cái đám mà nó có tính cách mà thân thiện với bọn Nga, bọn Tàu Cộng lên nắm chính quyền giống như họ. Vào tháng 1 năm 2016 họ đã tập hợp với nhau, cái tên của cái tay chùm về an ninh tình báo của bên Nga đó là Vladimir Putin, bên này chống quen rồi, đã quyết định là chọn giúp cho ông Trump làm người mà tâm thần không ổn định, là unstable psychiatrically, một người psycho, một tinh thần người mà vị kỷ, ái kỷ, độc tài, pathological liar, nói láo không biết ngượng ngùng, nói láo mà không biết mình ơi, mà hay cái họ chọn tay này để mà lên phục vụ cho những cái ý đồ mà phá nát nước Mỹ, phá nát cái hiến chương dân chủ và chia rẽ nước Mỹ, tạo nội loạn trên Mỹ này, đưa chúng ta huynh đệ tương tàn, lưỡng bại câu thương, nồi ra sáu thiệt. Chúng ta thấy rõ ràng quá, chỉ những điều mà láo xạo vấn đề mà bầu cử bị ăn cắp, mà là láo xạo vấn đề vaccine đó chú, và nhiều bất cứ cái chuyện gì khác ở một cái nước nào dân chủ, một cái gia đình, một cái cộng đồng, mình thấy một cái gì mà láo xạo không đúng sự thật đó, là sẽ có những người không tin vào cái sự thật, mà có những người tin vào cái láo xạo, thế là chia rẽ nhau thôi. Có những người bạn cháu mấy chục năm nay đó chú, bạn từ bé đó, bây giờ phải chia lìa. Bệnh nhân chuyện cháu này, chú hỏi đi, chung quanh đi, ai ở trong nước Mỹ này, người Việt Nam không có những người bạn thân mà 40-50 năm nay mà bây giờ đành phải chia tay? Cái sự nguy hiểm của điều láo xạo nó ghê gớm hơn, nó là cái thuốc độc mà ông Vivek Murthy hôm nay ông nói là it poison nước Mỹ chúng ta. Ông tuyên án những cái bọn láo xạo mà dám nói là vaccine là không có work, giống như bà Lê Hoài Anh mà nói vaccine là để vô là revogan là cái DNA chúng ta, có bỏ chất metal ra, giống bà cái bà gì á, cháu quên rồi, mình để cái kim loại này ngay trên đầu nó sẽ dính, tại vì trong đó nó có nam châm, nó sẽ rồi nó không có, là mới quá, chưa được kiểm nghiệm, mới quá cái gì rõ ràng nó cứu được bao nhiêu tỷ người trên thế giới này, nước Mỹ này không có vaccine hả? Chú biết mỗi ngày nó chết từ 3-4 ngàn người, ca gì nhiễm nó không dưới 200-300 ngàn người một ngày, bây giờ chỉ còn có 225 ca nhiễm, 25-25 người chết một ngày, nhưng mà gần 2 tuần đây đó chú bác, cái số lượng double lên, mạnh nhất là ở 5 cái tiểu bang, mà trong đó 4 tiểu bang là tiểu bang mà bầu cho ông Trump là nhiều nhất. Cái rõ ràng hai cái map chú thấy không, chú đưa lên cho thôi, một cái map mà lúc mà bầu cử đó dân chủ thắng ở đâu, cộng hòa thắng ở đâu, bây giờ đưa cái map mà chỗ nào mà nó chích ngừa nhiều nhất và ít nhất đó, theo cái tỷ lệ chú thấy hai cái bản đồ nó giống nhau à? Những nơi nào mà bầu nhiều cho bên dân chủ, họ tin vào khoa học, họ tin vào những cái hiển thị bằng chứng rõ ràng, chích ngừa sẽ cứu người, sẽ cả thế giới này, thấy không? Có những người mà ngày xưa không tin là hoax, giờ này không tin là vaccine, không tin vào đeo mặt nạ, không tin vào coi thường cái đại dịch, không tin vào cái chuyện mà ngừng chạy lại để mà lockdown lại để mà cứu người, bây giờ đến nước là không tin vào vấn đề mà đeo chích vaccine nữa, chú thấy không? Khi mà họ không tin như vậy, họ mà chú thấy biết không? Vừa rồi một cái tin mới ra, FBI đang điều tra nha, làm một cái video đó. Những người mà lúc mà vaccine mới ra đó, họ đứng lên, họ cảm ơn Tổng thống Trump. Nhờ có Tổng thống Trump mà mới có vaccine, cha đẻ của vaccine. Đó. Thì cho nên họ ca ngợi vaccine là số một cứu người. Chú biết FBI không? Đã moi ra những tay đó, cũng những cái tay đó đứng lên TV, media mà nói đó. Bây giờ đứng ra nói là vaccine là hại người, đừng có nên chích vaccine. Lý do rất là rõ ràng. Họ chỉ muốn nói làm sao để mà cái công cuộc mà cứu dịch, cái sự thành công thành tựu và gây nên uy tín của chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Biden bây giờ đó, cái vấn đề mà cứu dịch đó nó bị giảm cái uy tín đi, nó không có được tiến lành một cách thuận tiện mà thành công, rồi đưa đến vấn đề mà khai mở kinh tế, chú thấy không? Chỉ mà khi mà cứu người xong, chú thấy cái consumer index nó tăng 5.8%, cao nhất trong vòng 10-20 năm nay, chú thấy không? Nhảy nhanh nhiều nhất. Thì từ cái cú đại dịch xong rồi hồi sinh lại đất nước, hồi phục lại kinh tế, đưa đến tạo nên công ăn việc làm và tạo nên cái sự mà thông thương làm ăn buôn bán, tạo nên uy tín trên chiến trường thế giới, NATO, TPP, RCEP, tứ giác kim cương, và
nhiều lắm. Những cái đó đó nó làm cho cái cuộc mà thi đó, bầu cử sơ bộ 2022, cái khả năng của bọn chúng thua nhiều. Cho nên cái bọn mà Cộng hòa 147 mà cháu nói là những bọn mà côn trùng Lương Sơn Bạc, cái bọn mà nói láo xạo đệ đơn lên tối cao pháp viện mà nói là cuộc bầu cử vừa rồi là bị đánh cắp, bị ăn gian, bị gian lận, mà bị bác bỏ một cách gọi là láo xạo, một cách nhảm nhí, một cách vô, không có base, không có một cơ sở pháp lý nào hết. Chú thấy thì những bọn đó nó lật lọng, nó phải làm sao, nó nói sao để mà không có nhiều người chích. Chú thấy không, 40 mấy% những người bên Cộng hòa đó nhất quyết sẽ không chích. Nước Mỹ này có 1/3 trong đó đa số là tôn thờ cái lãnh tụ của họ và ghét dân chủ đến tận xương tận tủy, họ nhất quyết họ không chích. Mà cái đám đó mà không chích đó chú, để chi? Cháu ghê tởm nhất là cái bọn mà là chích lén cho gia đình của nó, cái bọn mà hèn hề hung hiểm mà bưng bô liếm đế, trong trong cái bọn mà mang tiếng là Cộng hòa đó, mà chẳng có Cộng hòa, nó bọn chúng là bọn Cộng sản đó chú. Nó chích lén để mà bảo vệ mạng sống của nó, nhưng mà nó đi ra nó rao giảng nói mọi người đừng có chích, với cái ý đồ nào. Cái này FBI đang invest, một ngày nào đó chúng sẽ thấy những tay đó sẽ người ta sẽ truy tố bọn nó, mà nó đi ra nó mở miệng nói người ta đừng chích, để mà cái vấn đề mà chống đại dịch nó không có thành tựu, để mà đảng Dân Chủ không có được thành công và cái uy tín không có được phát triển mạnh mà có thể thắng họ trong cái vấn đề mà cuộc bầu cử 2022. Chú thấy không, vì bạn cháu đã từng làm White House, tốt nghiệp Harvard Law, đã từng dạy ở Stanford về law, bây giờ làm đại luật sư cho những hãng phim lớn ở Beverly Hills, ở Hollywood. Hắn ta nói hả, vì thắng cử đó chú, không có cha mẹ anh em con cái gì ở đây đó, không có vũ trụ thượng đế gì trên đây á, tất cả cuối cùng của nó là phải thắng cử, cái ghi gớm như vậy đó. Thì cho nên cháu không có ngại như những bọn đứa mà nó đã chích lén cho gia đình con cái bản thân nó, mà đi ra nó miệng nó nói là đừng có chích, đừng có chích, đứa nào chết kệ cha kệ tía đó, miễn là sao mà cái chính quyền đương nhiệm bây giờ không thể nào mang tiếng là được thành công, có nhiều uy tín, hiệu quả hóa vấn đề mà kiểm soát đại dịch, ngăn ngừa đại dịch. Nước Mỹ đó, quá thành công, thế giới đang nhìn vô thấy wow, nước Mỹ có những đứa nó thán phục, và cái người mà có đạo đức ta nói cảm ơn nước Mỹ đã cho vaccine. Nhưng mà cái bọn hèn hề hung hiểm, cái bọn mà hèn hạ tiểu nhân bị ổi chú, lúc mà nước Mỹ mà thê thảm đó mà nó chưa bị đó, nó nói ồ chị thấy không, nước Mỹ này dở quá này nọ, nước tao là này nọ, đến khi về bây giờ nước của tụi nó mà bây giờ đang bị đó, mà nước Mỹ bây giờ tiến lên đó, thì nó giơ tay ra xin vaccine đó, nhưng mà nó còn chửi nước Mỹ đó. Cái bọn nó xấu xa mà bất lương. Bây giờ mình đã bị bệnh rồi, mình đã nhận vaccine của người ta rồi, mà người ta đã từng đã bị thê thảm, người ta đã ngã ngựa, người ta đã, đất nước người ta đã chết 600 mấy chục ngàn người rồi, mà nó không lòng thương tiếc gì, nó lấy mà trong bụng nó lấy vaccine của người ta mà lấy oán và báo ơn, không một không cảm ơn, không cảm nhận như là mình đang ấy, mà còn nói xấu người ta, mà trong khi bản thân nước mình đang bị nạn. Cái bọn đó chú cháu cũng hết biết mấy nó. Bây giờ như trở lại vấn đề mà cái Merkel nước Đức đó chú, ông Biden phải khẳng định, phải biết rõ cái lòng của người Đức như thế nào, tại vì nước Đức là lớn mạnh nhất trong khối NATO. Nếu mà mình không nắm được cái lòng của nước Đức đó, và không biết là tháng 9 này cái người mà lên đó, mình phải working với họ để mà đừng để cho tàu cọc này Nga nó ảnh hưởng, nó khuyên đảo cái cuộc bầu cử vào tháng 9 này, mà nó bầu lên cái đứa mà thân với bọn nó, thì cái khối NATO chúng ta phải chia rẽ. Cái này là trận chiến sống còn đó chú, không có giỡn đâu. Cái cuộc bầu cử tháng 9 này ở bên nước Đức là quan trọng lắm. Nhưng mà tin mừng, người ta đã làm nghiên cứu, người ta theo dõi đó, thì đại đa số đại chúng đó, cái lòng của đại chúng dân Đức là có ý trách bà Merkel, có vẻ thân Nga, với lại cái vấn đề mà trao đổi mậu dịch này tàu cọc nó quá nhiều, có thể đưa đến cái chuyện là mình không có quyết đoán trong vấn đề mà phối hợp với NATO là nước Mỹ. Họ họ có khuynh hướng trong cái cuộc bình diện mà chính trị bây giờ đó, nước Mỹ so với thời ông Trump đó, ông Biden nghiêng về NATO nước Đức hơn là nghiêng về Nga. Chú thấy không, ông Trump ông muốn nước Nga nhập vào G7 and G8, ông còn hăm dọa là
là giải tỏa giải thể khối NATO. Rồi ổng chê trách ở đó, ổng nói móc nói mỉa mà hạ bệ hạ nhục, dùng cái lời mà lẽ không đúng với người tổng thống để mà hạ nhục bà Merkel, rồi ông tổng thống Pháp, rồi ông tổng thống Canada, rồi ông tổng thống Úc. Ổng đi chửi hết những người đồng minh, rõ ràng là làm những điều mà y chang như là Putin với Tập Cận Bình hay Kim Jong Un nó muốn nước Mỹ này phải xảy ra. Cho nên cái ngày tháng 1 2016 đó, cái buổi họp đó để mà quyết định, để mà support đó, cổ động, cổ vũ làm tất cả những chuyện này để đưa ông Trump lên làm tổng thống. Ngày đó nhiều người biết lắm, nhưng mà có mấy ai ở Việt Nam này, cộng đồng Bosa ở Houston này, Bel Air này, dám lên TV mà nói. Cháu là người nói ở đó, bây giờ có thể tìm lại cái VCAL 56.13, cái hình ảnh cháu là ông Phạm Gia Đại, ông Trần Văn Chi và ông Phú Thái. Cháu nói ông Trump sẽ thua, và khi mà ông thua đó, ông sẽ gây nội loạn để mà làm sao ông phải dùng thiết quân lực để mà ông giữ lại cái ghế tổng thống của ông, tại vì ông mất, ông sẽ mất tất cả tiền tài tù tội, tiền tình tù, tình có thể mất luôn. Tại vì bây giờ nhiều khi á, cha con á, chia rẽ nhau đó, thì cái đó về nước Đức và vấn đề mà cái ổng là một compromise. Cái cuốn sách nó sắp sửa ra, cái tài liệu sắp sửa công bố là ổng là một cái compromise, tức là ở cái 2013 lúc mà ổng tham dự cái cuộc thi hoa hậu mà thế giới ở Moscow đó, ổng có những cái hoạt động với những cô gái lầu xanh của bên Moscow này, và còn nhiều cái thứ mà London mượn tiền của đám mà billionaire bên 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 Nga mà là bạn của Putin đó, nó đi qua Đức Spain đó chú. Những cái đó từ từ nó sẽ hiện hết. Cho nên đó là hai vấn đề mà nãy chú nói. Vấn đề thứ ba là bốn cuốn sách hay là năm cuốn sách sắp sửa ra. Cuốn sách thứ nhất là Frankly We Did Win the Election, tức là thiệt tình, tình thật chúng ta đã thắng. Và cái thứ hai nữa là Landslide, phải không ạ? Những ngày tháng cuối cùng của tổng thống ở trên tổng thống Trump, không, tức là trượt đất, phải không chú? Đất nó chùi đó, phải không ạ? Gọi là trượt đất hay là chùi đất, đất chùi. Vâng, thì đó là landslide. Mà thật ra landslide là ổng thua landslide, và ổng bị một cái thiên tai địa họa đó, tức là đất nó chùi sụp là nó bị slide. Và cái thứ ba là reckoning, và cái thứ bốn là I'm alone will fix it. Cái câu nói là đó là hình như Hitler những có nói câu đó thì vậy, tức là bản thân mà mình tôi, tao sẽ take care hết, không có đâu, đằng sau ổng là bọn Nga. Cháu thấy mỗi lần đi đánh góp, chú thấy không, lúc mà sắp sửa họp lại ở Florida đó, mà trước ngày mà 6 tháng 1 đó, ổng không có show up trong cái ngày mà họp lại biết bao nhiêu người, mà cái vấn đề mà ngày 6 tháng ở bên Florida, chú nhớ không? Ổng không có show up. Ổng biết đi đâu không? Ổng phải đi về Washington DC để chuẩn bị cho cái ngày mà 6 tháng 1 mà nội loạn nổi lên đó. Cái nó đều có chương trình tính toán hết. Bản thân một mình ổng không có nghĩ ra những cái này đâu chú. Bây giờ Kevin McCarthy sẽ gặp ổng ở New Jersey hôm nào chứ, hôm qua là hôm nay, ông Trump, để nói về cái vấn đề mà 6 tháng 1 committee, nói về vấn đề mà ngày 2022. Cháu nghĩ là không nói về ngày 2022 đâu, mà nói về những đề mà rất là cần thiết sắp sửa, sắp tới đây, Kevin McCarthy. Thì đó là những đề 4 hay 5 cuốn sách mà chúng ta sẽ đọc. Nước Mỹ là rất là hay, không có gì hay hơn là viết sách. The Room Where It Happened của ông Bolton, phải không chú? Đúng. Rồi The Most Dangerous Man in the World là của bà Mary Trump, thấy không? Đó. Những cuốn sách đó thật không cần phải đem lên Facebook hay là Instagram hay là trên đài CNN gì trên, cứ viết sách sẽ có người đọc. Nhưng vấn đề như này, người Việt Nam, những người mà không có đọc tiếng Anh trôi chảy đó, họ chỉ nghe như luận viên, họ nghe YouTube mà thôi à. Họ nghe xong rồi họ nói những chuyện là nói ông Biden, cái vừa cái diễn văn rồi, ông Biden, ông vừa nhìn cái bà vú tôi nói, ông nhìn trong cái tờ giấy ông đọc, mà tôi đưa cho chị là chị nhìn coi, từ đầu đến cuối chị có thấy ông nhìn, nhìn ông nói là nhìn vô computer đọc, ông đọc không à, chứ ông không biết gì hết trơn. Trời ơi, làm sao mà cái đất nước Việt Nam mình nó lại đi nghe những bọn mà những cái bọn mà tán tận lương tâm, mà cháu không nói là sâu bọ mà đầu thai lên súc sinh đó, làm súc vật, sao không biết sao nữa, không được làm người nha chú. Không biết làm sao về cuối đời, làm sao mà nhìn vào mắt con cái mình, làm sao mà khi mà chết xuống địa ngục mà gặp lại cha mẹ ông bà cằn cỗi của họ đấy, còn mặt mũi nào
còn cái tôn nghiêm liêm sĩ nào mà tiếp tục nói những điều láo xạo như vậy, nói là bà Kamala Harris sắp sửa dùng tu chiến án 25 để lật đổ ông Biden. Rồi tháng 8 này ông Trump sẽ trở lại. Rồi vaccine là tế bào thai nhi giết người, chích vô là bị chết. Biết bao nhiêu người đã chết rồi. Cháu này cũng hết biết luôn. Mà làm sao mà cháu nói cả đời cháu, cả đời của tôi đó, không biết bao giờ tôi có thể nói hay được như ông ai đây này. Mà tôi lúc này bốn mấy, năm mấy tuổi nha, mà còn sáng suốt tôi chúng chưa bao giờ nói hay được như ông ai. Không biết làm sao mà ông nhớ được mười mấy con số trong cái bài diễn văn. Có những con số đó chú làm sao mà nhớ, mà ông nhớ mới hay chứ. Mà chú ở đây fact check đàng hoàng, USA fact check, ông Biden ông có nhìn vô cái teleprompter nào chứ? Teleprompter là cái giống như mấy người ca sĩ mà hát đó chú, thì khi mà hát lắm lúc họ quên đó, nó có cái prompter để mà nhắc là cái bài hát đó. Ông không có nhìn cái đó, ông không có nhìn vô một cái tờ giấy nào ở trên á để mà đọc hết trơn á. Nhưng mà những người Việt Nam mà cái Ford 47, chú mới đọc cái tin E47, cái Ford 47 mà cháu nói từ 1-2 năm trước, cháu có lên đài cháu nói đó, là những tướng trung tướng Trần Trọng Nghĩa đó là trên 10.000 đơn vị là cyber army của nước Việt Nam, ok, là họ sẽ đi săn lùa lùng những cái tin mà nó khá thất lợi cho Đảng Cộng sản Việt Nam để mà nó dẹp bỏ liền. Cái Ford 47 vừa rồi trên Facebook đã bị dẹp một phần rồi chú, nhưng mà không dẹp hết. Chú biết tại sao? Trong 10.000 đơn vị đó, 10.000 đơn vị mà chú nhân lên cho mỗi một đơn vị có bao nhiêu người đó, thì mình không biết chính xác là bao nhiêu người, có thể lên tới cả mấy trăm ngàn người làm trong cái cyber army. Mà cyber army của Tàu á nó còn kinh khủng hơn nữa, của Nga nó còn kinh khủng hơn nữa, tại vì Nga đã bắt đầu đánh những cái tin giả, tin sai lệch để mà chia rẽ đất nước người ta, để mà phục vụ cho quyền lợi vào đó mấy chục năm nay rồi. Thì cái Ford 47 á, của trung tướng trung tá Colonel là trung tá phải không chú? Đúng rồi. Thì nó trên 10.000 đơn vị là chuyên môn đi săn lùng đưa những cái tin sai lệch định hướng để mà chia rẽ cộng đồng chúng ta và phục vụ cho quyền lợi của đảng và nhà nước. Đó thì cái tin ở Reuters chú thấy không? Là cái E47 ta bị dẹp. Nhưng mà có những người trong đó đó, họ dùng cái tên thật của họ bên Việt Nam đó chú, để mà họ đưa ra những tin giả, những tin mà sai lệch, và tích cách định hướng cải tạo tư tưởng người ta, hay là chia rẽ phá hoại cộng đồng đó. Những người đó Facebook không có bỏ, không có dẹp bỏ họ được. Tại vì cái điều lệ, anh đã biết cái điều lệ trong gia đình của anh, trong cái business, cái thương hiệp của anh, thì anh phải tuân theo chứ ông, anh không thể nào tự ý mà muốn khai trừ ai cũng được. Thì trong đám nó có những người họ dùng tên tuổi thật của họ, họ không phải là dùng tên tuổi giả xong rồi thay đổi hình ảnh. Chú thấy có những ảnh trên Facebook không, có những cái cô mặt mũi đẹp lắm, thành ra có một người mà họ thay hình đi, là nó chỉ xoay cái Photoshop đó chú, nó xoay cái hình lạ đi, nó dùng cái tên khác, mà thật ra chỉ có một người thôi. Nhìn vô là cái Facebook wall là biết. Có những tay giả làm tướng này, tướng gì Flores Dương này nọ đó, rồi nói những chuyện mà trên trời đất nghe mà buồn cười luôn. Nói cho tôi địa chỉ đi, tao gửi đồ lính mặc vũ khí về nhà để tao sắp sửa trở về rồi. Tao phải rút lui từ Afghanistan đó. Sắp sửa về rồi. Trước khi mà về nhà ở bên Atlanta gì, tao có thể ghé ngang vào nhà mày, chúng ta cùng đi ăn cơm tối. Bây giờ mày cho tao địa chỉ đi, cho số phone đi, để mà tao gửi cái đồ lính áo giáp này nọ, cái đồ đó, quân cụ của tao, để về gửi về nhà mày trước. Là chú nào? cái bọn này á, Force 47 quý vị, là E47, E47 đó. Quý vị đọc Reuters đi, Reuters là cái hãng thông tấn nổi tiếng mà không có cần nói biết những lời láo xạc. Ok, thì nếu được thì chọn cái người nào, chọn mặt gửi vàng. Cái người cháu biết ông Đỗ Dũng, ông nói hơi tiểu lâm, nhưng mà ông không có đưa tin giả. Ông mà đưa tin giả, cộng đồng truyền thông đó đã dẹp ông chết ngắt rồi chú không. Ông Hoàng Trọng Thùy ông đọc tin rõ ràng, anh Đinh Quang Anh Thái đọc tin rõ ràng, bên Việt Phê chị Thanh Thảo, anh Dũng, Thay Lê Diệp, họ đọc những cái tin nó không có tính cách mà thiên vị, mà định kiến, định hướng cải tạo tư tưởng, mà phục vụ cho một cái quyền lợi đó. Cháu biết những người mà có những người chắc chắn là có làm việc cho một cái tập đoàn nào đó,
ném đá dấu tay, mà họ lấy tiền là thưa chú, lấy tiền là phải làm, không làm tiền là gì? Tiền là đi đôi với lại dối trá, lừa lọc, láo xạo, mưu sâu hiểm độc. Tiền đi đôi với máu chứ. Lấy tiền làm việc cho nó mà không làm là chết. Cho nên cỡ nào là cũng phải lật lọc. Bà Carol Hiss sắp sửa dùng tu chiến án 25 để lật đổ ông Biden lên làm nữ tổng thống. Ông tổng thống Biden là người ấu dâm, lấy tiền hối lộ của Trung Cộng, của Tập Cận Bình, đã rất là thân cận, mà họ không biết ông Blinken, ông Biden đã đang cứng rắn đối mặt với lại Trung Cộng như nào, lên nói là chúng ta đã thiết lập lại cái hiệp ước đồng minh với lại Philippines, chú nhớ không? Từ năm 1950 mấy, 70 mấy, bây giờ đã tái lập lại cái hiệp ước đó. Mỗi bên nào mà bị tấn công á, là coi như là phải sống chết với nhau, là phải tiếp cận liền của Philippines với Mỹ. Đó, thì những cái, và những cái hạm đội kéo đến như nào? Ông Biden nó thật chú, ổng hơi hiền với lại thằng Putin đó. Ổng chỉ nói nó là thằng sát nhân thôi, nhưng mà chưa có nói mạnh. Chú biết là trong một trong những nguyên nhân mà cháu, cái này là cháu đoán chứ không có sự thật, là ổng phải tập trung nỗ lực để mà chiến đấu với thằng Tàu. Không thể nào đánh hai thằng cùng một lúc được. Cho nên ổng phải liên minh lại NATO, và Mexico là cái con, cái nước bước domino, cái miếng domino đầu tiên nhất, là phải biết được nước Đức, cái ý đồ, ý định, cái lòng trung thành, trung thủy của nó đối lại NATO nó mức độ tới đâu, và đang bị ảnh hưởng như thế nào của Tàu Cộng lại về nhà Cộng Russia Putin, để mà mình biết. Tại vì đó là cái miếng domino thứ nhất để đi trong cái khối NATO đó chú, lớn, cái đó quan trọng vô cùng. Cái cuộc họp này là vô cùng logic, vô cùng quan trọng. Dạ vâng. Thì đó, thì chúng ta phải thấy là nước Mỹ đang deal với hai thằng khối, nhưng mà cái bọn mà hèn hề hút niệm láo xạo đó, cái bọn mà tung tin giả đây chú, nó nói là cuộc bầu cử là gian lận, là vaccine, là những đứa đó, những đứa giết người không gớm tay, những giết người trực gián tiếp. Tại vì chú đã chích lén, gia đình chú đã chích lén, mà chú đi nói ta là vaccine là giết người, là có nhiều side effect, là chưa có biết rõ ràng, chưa biết rõ. Một ngày nào đó cháu hy vọng là FDA sẽ chuẩn thuận, tại vì họ theo cái trình tự, theo cái thời gian, chứ không thể nào mà chấp thuận lên được. Cho nên nó phải theo cái thứ tự đó, mà họ không làm theo họ sẽ bị chỉ trích, mất job. Vâng. Bây giờ thì qua sự trình bày, đúng, họ mới chuẩn thuận cho nó chính thức. Một ngày đó cháu mong cái ngày đó sẽ ra cho càng sớm càng tốt, để mà người ta không còn có excuse nữa, không còn nói là cái này mới có EUA thôi, emergency approval, chứ chưa có được chuẩn thuận một cách là chính thống, chính thức, mà rất là theo quy ước, theo cái bao nhiêu cái protocol. Thì trước bây giờ cháu chỉ muốn một ngày đó sẽ đến để người ta không có excuse nữa. Và cái chuyện mà để mà cái gì mà lên tàu mà nó dính thì có kim loại, cái đó chắc chắn không có rồi. Còn cái chuyện mà enterable đó, dùng cái seven fire tự nhiên là bị nhiễm độc mà chết, cái đó cũng không có rồi. Chính cái bà Lê Hoài An gì đó, bà thương nhân gì, thương gia con khỉ gì đó, mới ngày nào đã chửi vaccine, nói là QAnon nói như vậy, mới ngày một hai ngày hôm nay nói lại là chúc mừng Pfizer đã gửi đến 20 triệu liều thuốc cho Việt Nam. Mà cháu không biết cái tin đó có thật không chú Bách, Pfizer có gửi 20 triệu liều thuốc cho Việt Nam không? Chưa có, không có tin này. Bây giờ thì biết nó kỹ rất là bằng. Bây giờ chúng ta cũng xin phép được tạm dừng ở đây. Qua trình bày của bác sĩ, thì thưa bác sĩ và thưa quý khán giả, bây giờ thì tin giả lung tung, và chúng ta biết là một số người ở Việt Nam đến giờ này mà còn tin vào những cái tin thuyết âm mưu. Ví dụ như con người nói là cái tu chính án số 25 rồi, để là ông Joe Biden bây giờ ông rối loạn thần kinh cho nên không có thể sáng suốt, rồi thay thế, toàn là những tin lấy ở đâu Newmark, rồi lấy ở đâu Epoch Times. Ngày hôm nay thì có một số người lại đưa những cái YouTube là ông dân biểu Hiêu Bôi Võ, tức là một vị dân biểu người Việt Nam tại Texas. Một trong những số người mà đi lên Washington DC tới 58 người lận, thì họ nói là bị cảnh sát bắt rồi, nhưng mà đó họ ở đâu? Từ Epoch Times. Thì nhưng mà chúng tôi lắc ở đây thì chúng tôi sẽ phân vấn dân biểu Hiêu Bôi Võ để quý vị thấy là người thật việc thật, trong khi đó là những cái tin giả đưa ra. Mà khổ cái là có nhiều người mà tới giờ này còn tin tưởng, thì có một số bạn bè họ ngu vừa thôi, chứ để con người khác ngu quá, chứ ngu quá làm sao mà có bao nhiêu cái ngu lại lấy hết chứ. Có những bệnh nhân của cháu chứ, hôm nào cháu sẽ đưa bệnh nhân của cháu lên trên
đài đối diện sự thật SBN hay là nói chuyện ngay tại đây với chú. Các bác đó năm nay 80 mấy rồi. Các bác hỏi bác sĩ Đình giải thích cho tôi đi. Tại sao mà có những người đã ra đại học, đã làm tiến sĩ rồi, và những người cấp cấp úy, cấp tá, cấp tướng của Việt Nam rồi, mà tại sao họ lại tin ông Trump là sẽ quánh tàu mà mang Việt Nam Cộng Hòa lại cho đánh Việt Nam Cộng Sản? Mang là họ tin là ông Trump là người lương thiện, là thiên sứ gửi đến để cứu nhân loại, để cứu Hoa Kỳ đó. Tại sao tôi không hiểu tại sao họ lại có thể ngu đần đến mức như vậy. Các bác, mà các bác là những người không học high school thôi, các bác hôm nay, mà các bác là hôm nào bác sĩ cho tôi lên TV đi, tôi sẽ đặt một câu hỏi như vậy, hỏi cộng đồng chúng ta, tại sao mà có những người là bộ trưởng, bộ dân vận chiêu hồi hay gì đó nha chú nha, mà giờ này vẫn tin ông Trump là người mà là cứu nguy dân tộc. Trời ơi, tại sao mình lại nhận giặc làm cha với thằng nó kỳ thị? Cái thằng ông Trump ông nói đó, ngoại trừ Abraham Lincoln, không có người nào mà tốt mà làm nhiều cho người da đen bằng ổng đó. Trời ơi, nghe mà cho muốn ói luôn đó. Thấy nó là tay kỳ thị ghê lắm, đòi giết 5 người đàn ông mà vô tội, không có dính líu về thì thiết đáp của người, cái người phụ nữ bên Chicago đó. Mà cái BLM đó, 80-90% là những người da trắng lương thiện không à, những người không phải là người da đen, cả thế giới mười mấy, mà hắn ta đánh đồng BLM là Antifa là da đen hết. Mà những người Việt Nam này mỗi lần nói tới BLM đó, Black Lives Matter, là họ đánh đồng đó là bọn da đen, bọn da đen mà đi cướp bóc giết người, looter, là làm chuyện bậy bạ đó. Thì mà không biết là 80 mấy phần trăm, 86% những người trong đó đa số là những người da trắng đó, mà không nhìn thấy trên mắt. Ở ngay Oregon chú thấy không, không khó tìm được một người da đen nào trong cái lúc mà biểu tình mà BLM và Black Lives Matter, chú thấy không, không tìm được một người mà da đen nữa à. Và bao nhiêu 19-20 nước trên thế giới người ta đứng lên, ta đồng tình để mà tránh cái vấn đề mà kỳ thị sắc tộc màu da, đối xử ta như con vật, giết người ta một cách. Mà đến sau cái George Floyd ấy chú, cái chuyện mà giết người giữa thanh thiên bình nhật của bọn mà da trắng thượng đẳng chúng tôi, mà có nhiều lúc là bọn cái bọn mà nationalist á, nó thâm nhập, nó đột nhập và làm cảnh sát và làm cứu hỏa đó chú, nhiều lắm. Còn ngay đó chúng ta sẽ nói về vấn đề đó, có những cái nó chứng minh rõ ràng luôn. Tay đó là khi mà vô nhà soát á, hắn ta là member của KKK, hắn ta đi làm cảnh sát để mà để giết người da đen mà không phải đi ở tù, mà còn được đi nghỉ mát và ăn lương nữa. À, thì chú thấy không, một mình chọn giặc làm cha, mà chọn một tay ma cô làm lãnh tụ, một tay là gian thương, gian tham, gian dâm, gian díu, gian tà, gian tế. Chú biết bây giờ vấn đề gian tế bây giờ 2016 cho nói đó, ông Trump ông đã được người Nga giúp để làm lên làm tổng thống, để xé nát cái nền dân chủ, phá hại cái nền an ninh. Và là cái chú nhớ cái mà broadcasting cái lần đầu tiên mà chú với cháu mình ông, cháu nói có 5 lý do mà tôi nghĩ ông Trump á, là mối đe dọa cho nước Mỹ, đe dọa về nền an ninh, về sự đoàn kết, về hiến chương thượng tôn pháp luật, về sinh mạng con người tại vì đại dịch, và cái uy tín trên chính trường. Chú nhớ không, cái lần đầu tiên mà cháu nói đó là ông Trump là cái mối đe dọa. Và cho đến bây giờ cháu biết đó, người ta, ông David Murphy và Tổng thống Biden và những nhà lập pháp, những người mà yêu nước Hoa Kỳ phải đứng lên, phải nói thẳng luôn, ông Trump cái bọn mà 147 đứa mà côn trùng mà lương sơn bạc, những đứa mà nó tố cáo cuộc bầu cử rồi, những đứa đó là những mối đe dọa trực tiếp, clear and present danger, cái rõ ràng và ngay trước mắt cho nền Cộng Hòa, cho nền an ninh đất nước của nước Mỹ này. Cái này chúng ta phải declare lên, trong một ngày nào đó Quốc hội Hoa Kỳ và Bộ trưởng Bộ Pháp lý Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, dạ, và tối cao Pháp viện phải đưa đến một kết luận là hãy shut up, phải câm miệng mày lại. Tại vì một ngày đó mày nói vấn đề là bầu cử là láo xạo ăn cắp, hay là vấn đề vaccine là giết người chết người mà không cứu người, cái đó là những cái sự đầu độc, là những mũi dao mà đâm thẳng vào trái tim dân chủ và tự do và nền hiến chương luật pháp Hoa Kỳ đó chú. Vâng, cháu nghĩ một lúc nào đó nước Mỹ phải đứng lên mà phải có một thái độ dũng cảm, trực tiếp mà mạnh mẽ, dứt khoát là những đám mà láo xạo đó. Bây giờ đám Cộng Hòa chú thấy không, nó phải dựa vào cái điều láo xạo Big Lie đó để mà nó chế ra gần trên 400 cái luật, mà trên 48 tiểu bang, để mà nó nằm cơ nắm cán, nó giới hạn áp chế những người bầu cử, những người da màu, những người da trắng mà có lương tâm, có đạo đức đó, nó phải áp chế. Mà nếu mà cái cho dù bây giờ tại sao mà người ta đi đi bầu nó chỉ giới hạn trong thời gian có mấy tuần, rồi những cái
cái thùng phiếu đó chú, ở những nơi mà đông người á, đúng là phải nhiều hơn nó là ít, mà những thùng phiếu đông người, đám 10 người da trắng mà nó có đạo mà rất là bảo thủ chú ơi, có nhiều thứ để mà nó làm cho áp chế cái phiếu đó không được đến, mà có đến rồi đó cũng tùy ý, nó không được theo, không, nó không được đến. Bây Mà giờ nếu mà có thua rồi đó chú, xin phép con, nó nhờ nhà quốc hội, vâng cháu biết, để cho nói thêm 2 giây nữa, nó nhờ quốc hội mà đám đông quốc hội mà lại cộng hòa đó, nó không công nhận kết quả bầu cử luôn. Chúng ta đang đối diện với mối đe dọa ghê gớm là bọn 149 đứa côn trùng lương sơn bạc này, nó đang thay đổi luật pháp gerrymandering để mà nó làm cho nó cán, để mà nó nhắm thắng vào trong cái đại 2022, để mà tháng 2022 nó phải nói láo nói xạo, làm tất cả những chuyện mà bất nhân bất nghĩa vô đạo đức tán tận lương tâm, để mà thắng cho được ngày khang 2022 đó chú. Xin vâng. kính chào. Bây giờ qua sự trình bày của bác sĩ, chúng tôi xin khép lại chương trình ở đây. Bác sĩ cũng rất là bận rộn, mà lát nữa đây thì chúng tôi cũng có chương trình phỏng vấn với dân biểu Hiếu Bùi Võ từ Washington DC. À, cho nên xin lỗi bác sĩ và xin lỗi quý khán giả. Chúng tôi xin phép tạm dừng để mà có thể thực hiện một buổi khác. Xin kính chúc bác sĩ và quý khán giả khắp nơi được một bữa tối thật là bình an, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và xin hẹn với bác sĩ lần tới. À, xin chào bác sĩ và chào quý khán giả. Xin mời bác sĩ. Chào chú, bây giờ quý giả, cháu xin hỏi quý khán giả nha. Hôm nay, một tuần sau, 5 năm sau, bà vú của tôi bà có thay đổi không? Dạ, xin kính chào bác sĩ. Bây giờ nhìn lại những người mà cuồng đi, những người mà đang nghe mà những cái đài của dư luận viên là bao nhiêu năm nay nó đã đi một chiều đó, bó tay. Không đổi được chú ơi.